Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình vườn của mình và mình trong cái clip này mình sẽ chia sẻ ba cái nội dung chính. Đó chính là thứ nhất á là cái giai đoạn 70-75 ngày. Đối với sầu riêng ri 6 thì mình sẽ xịt thuốc, bón phân và tưới nước như thế nào. Còn đối với sầu riêng Thái Mon Thon á thì mình sẽ xịt thuốc, bón phân và tưới như thế nào. Đối tại vì cái giai đoạn này là đối với sầu riêng ri và sầu riêng Mon Thon là bắt đầu là mình sẽ khác nha các bạn. Và cái thứ hai ấy, là mình sẽ cập nhật cái tình hình là sau khi mình sử dụng cái phân xô là Money Fit ấy, năm nay mình thay đổi thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ khác như thế nào đối với cái xô 3 số 21 đó. Cái thứ ba đó là năm nay thời tiết nó nắng nóng như thế này ấy, thì sinh ra nấm là cái việc mà nấm trái sầu riêng là nó sẽ nặng nề nha các bạn. Mưa nhiều á thì nó cũng bị nấm, nhưng mà nắng nhiều á, nắng kèm theo gió mà khô như thế này á, nó cũng sinh ra nấm các bạn. Cho nên là mình sẽ chia sẻ ba cái ý đó. Rồi thì trước tiên mình chia sẻ thì mình quay dàn lá ha, rồi mình quay dàn trái của mình. Đây lá, đây trái 70-75 ngày mà dàn lá nè đó. Đây ri 6 nha các bạn. Nó trái 70-75 ngày. Hôm nay bắt đầu là nó to, nó xanh lên rồi các bạn ơi. Hôm nay là nhìn là coi như là muốn chuẩn rồi. Ri 6 này á, thì nó sẽ to lên được tầm 80 ngày nha. 80-85 ngày là coi như là nó hết to rồi. Nó còn to được một chút nữa. Lên 80-85 ngày nữa là bắt đầu là nó hết nha các bạn. Đấy. Này trái xanh ri luôn. Cái đầu gai này nó hơi đỏ đỏ các bạn, do mình xịt thuốc sâu á, nó nóng cũng chẳng vấn đề đâu các bạn, quan trọng nó là da xanh nè. Đó, da nó xanh là được nha. Da xanh gai nhím. Rồi. Rồi mình quay cây này nó đậu cục cục mà các bạn. Phải thái nha. Đó. Nó đậu cục cục luôn. Đây sắp đến thái nè. Mình quay một số cây cho các bạn xem trước nha. Rồi mình sẽ chia sẻ cái cách đi phân thuốc ở cái giai đoạn này như thế nào. Đi nào. Đó. Đó, này nó đậu nhiều không các bạn? Này trái nó to ấy. Mình nhìn bắt đầu là cây nó muốn kín rồi. Cái này sầu riêng Thái này mới 70-75 ngày thôi nha các bạn. Là sầu riêng Thái này nó còn lớn lên 90-95 ngày nó mới hết lớn nha. Chứ nó còn lớn, nó còn to lắm. Này là chưa đâu, chưa lớn đâu. Đó, mà đã nhìn nó muốn kín cây đấy. Bạn nhìn thấy nó ghê không? Đây nè. Thái nè. Đó. Rồi cây ri này. Đó, mình quay cái lượng trái cho các bạn xem một chút nha. Đó. Rồi bây giờ mình chia sẻ là đối với sầu riêng ri 6 đó. Đối với sầu riêng ri 6 á thì cái giai đoạn này á là mình xịt thuốc. Là mình sẽ xịt amino lần cuối nha các bạn. Amino đúng liều lần cuối, trái 70-75 ngày. Đấy, trái 70-75 ngày đối với sầu riêng ri 6 á là mình sẽ xịt amino lần cuối nha các bạn. Bởi vì á cái giai đoạn này mình xịt thì trái tầm 80-85 ngày là nó sẽ hết lớn rồi. Là nó sẽ bắt đầu chuyển sang là làm cơm rồi các bạn. Bởi vì mình ở miền Đông Nam Bộ á thì sầu riêng á mình sẽ cắt vào tầm 105 ngày nha các bạn. Là coi như cắt được nhiều đó. Thì thường là 105 ngày thì mình sẽ cắt nó ok. Ở miền Tây thì sẽ cắt được sớm hơn, tầm 50 ngày. Còn mình ở miền Đông Nam Bộ thì sẽ cắt được trễ hơn. Cho nên cái giai đoạn mà 70-75 ngày ấy, này thì mình sẽ xịt amino lần cuối đó. Xịt amino cộng siêu vi lượng cộng với thuốc sâu rầy. Mình sẽ không thúc lớn nữa nha. Cái giai đoạn 70-75 ngày thì mình sẽ thúc lớn trái lần cuối, mình sẽ không thúc nữa nha. Còn đối với sầu riêng Thái á, mình xịt thuốc á, là mình sẽ xịt thúc
tới 90-95 ngày là mình mới ngưng nha. Cái xịt amino đó là mình sẽ xịt 90-95 ngày bắt đầu là mình mới ngưng xịt thuốc. Đó, đối với thằng sầu riêng Thái. Rồi bón phân á, thì đối với sầu riêng bón phân thì đối với thằng sầu riêng R6 á, thì mình sẽ bón chuyển sang 3 số 15 của con cò xanh. 70-75 ngày này á, thì mình sẽ chuyển sang 3 số của con cò xanh. Và mình cũng bón lần cuối nha các bạn. Mình sẽ bón mỗi cây khoảng ở chừng cây năm thứ 10 á, mình sẽ bón khoảng 1 kg, 1.2 kg. Mình sẽ bón lần cuối nha. Bởi vì nó vẫn lớn, trái tầm 80-85 ngày nó sẽ lớn, nó vẫn còn lớn một chút nữa. Đó. Mà mình bón phân 3 số á, nó mặc dù là nó là đồng số, nó đồng nhau á, nhưng mà cơm nó vẫn ngon nha các bạn. Chứ không nhất thiết là phải bỏ kali. Cái giai đoạn sau mình bỏ 12, 11, 18. Còn cái giai đoạn này ấy, mình vẫn bỏ 3 số nha, chứ mình chưa vội bỏ kali nha. Bởi vì nếu mà mình bỏ cái 12, 11, 18 sớm ấy, thì trái nó sẽ coi như là gần như là nó sẽ chậm lớn, nó không lớn nữa các bạn. Nên là mình cố gắng là mình sẽ bỏ phân 3 số thêm một lần nữa để cho trái nó sẽ lớn nữa nha. Mình sẽ thúc lớn trái nữa nha. Đó. Này trái nó nhiều rồi. Còn đối với sầu riêng Mon Thon á, thì mình sẽ giai đoạn 70-75 ngày này á, mình vẫn bón là 3 số 15 của Zara. Nhưng mà các bạn, cái đợt vừa rồi ấy, cái 3 số 15 của Zara nó hết hàng các bạn ơi. Cho nên là mình phải đổi, mình sẽ bón sang 3 số 16 của Nga. Thì hai thằng đó đều được nha các bạn. Nó cũng ngang ngang nhau ấy, nó cũng chân nhau. Gọi là về chất lượng thì nó cũng không quá quá khác biệt đâu các bạn. Thì 3 số 16 của Nga cũng được, mà 3 số 15 của Zara thì mình thấy bón nó cũng vậy à. Nó cũng không hơn được bao nhiêu đâu nha các bạn. Cho nên là do là Zara nó hết hàng, cho nên là buộc mình phải mua 3 số 16 của Nga để mình bón nha, để thay thế cho 3 số 15. Đối với sầu riêng Thái đó, thì mình sẽ vẫn bón 3 số 15 cho tới giai đoạn 90-95 ngày là mình sẽ ngưng. Là lúc đó mình sẽ chuyển sang 12, 11, 18. Cái giai đoạn này ri cũng vậy các bạn. Ri 6 á, thì mình sẽ vẫn bón 3 số đồng. Rồi giai đoạn sau đó là cái giai đoạn mà tầm 80-85 ngày đó, là mình sẽ chuyển sang mình bón 12, 11, 18 đối với ri 6 nha các bạn. Để, bởi vì giai đoạn này là mình sẽ cần kali để nó lên cơm á, chứ nó cũng không có còn, nó không còn được lớn nữa đâu các bạn ơi. Rồi xịt thuốc, bón phân, rồi cái thứ tưới nước á, thì giai đoạn này á, là mình đã tưới là 2 tiếng đồng hồ các bạn. Cứ cắt ngày tưới ngày mình tưới 2 tiếng đồng hồ. Đối với cây năm thứ 10 á, thì mình sẽ tưới là tương đương với lại là 720 lít nước các bạn. Còn đối với cây năm thứ 5, năm thứ 6 thì mình bón là tương đương với lại tầm 360 lít. Đó. Thì cái dàn lá của mình nó sẽ bóng nha. Nó đủ nước, nó bóng. Đối với cây năm thứ 7, tầm năm thứ 7, năm thứ 8 thì mình bắt đầu là mình tưới 3 bét. Thì cây năm thứ 7, năm thứ 8 thì nó tương đương với tầm 540 lít. Đó, thì tùy năm thứ 5, năm thứ 6 thì mình sẽ tưới ít hơn. Còn năm thứ 7, năm thứ 8 thì mình tăng thêm một bét. Tại vì bét của mình là có mỗi một bét là nó 90 lít trên 1 giờ các bạn. Thế là mình chủ động được cái bét á. Cái bét của mình là nó có cái van này nè. Cho nên là mỗi một bét như vậy là mình chủ động được các bạn. Mình có thể tắt một bét đó. Thì mình chủ động được trong vấn đề là bét nha. Cho nên là mình sầu riêng này nó khó lắm các bạn. Cái sầu riêng này nó không có đơn giản đâu. Nước tưới là mình phải điều tiết, nó khó lắm. Cho nên là mình phải điều tiết liên tục. Cho nên là mình mới phải làm cái kiểu bét như vậy nè các bạn. Bét như vậy nè. Đó, nó cứ phải từng bét như vậy để mình tăng giảm bét theo cái ý của mình nha. Còn mà ví dụ mà mình tưới tay á, mình tưới tay được á, thì thường là mình sẽ canh theo dàn lá, rồi mình tưới cây nhiều cây ít thì thường là tưới tay á. Ai mà có kinh nghiệm á, thì tưới tay nó sẽ ok. Chứ còn mà mình tưới bét á, là mình phải làm như thế này thì mình mới chủ động được trong việc tưới các bạn. Tại vì cái cây á, có cây nó uống nhiều nước, có cây nó uống ít nước đó. Cho nên là mình cứ giảm một bét hay là tăng một bét gì đó để mình làm mình chủ động hơn trong cái vấn đề bét nha các bạn. Rồi cái thứ hai á, đó là mình sẽ chia sẻ về cái phân xô. Thì như thế này các bạn,
mỗi năm ấy, mình làm cái phân xô, mình tưới phân xô ấy, mà mình tưới bay số 21 á, thì nó lên gai nhím đẹp lắm, nó lên gai nhím đẹp lắm các bạn. Nhưng mà cái số ký ấy, thì nó không có tăng số ký nha các bạn, cái số ký của nó sẽ không vượt trội. Nhưng mà năm nay ấy, khi mà mình bón phân, mình tưới cái xô ba số, cái xô mà mình đi fit á, nó là 9% đạm, 9% kali và 7,2% canxi á, thì cái gai này các bạn, nó thành gai nù các bạn ơi. Có nghĩa là như thế này, gai á, là nó vừa nhím đó, cái gai sầu riêng á, nó sẽ nở hơn nha. Cái thằng phân xô của Benefit á, thì cái gai này á, nó sẽ nù hơn, nó không có nhím y như là cái xô ba số 21. Thì có nghĩa là nếu mà gai nù á, thì cái trái nó sẽ có ký hơn nha các bạn, nó sẽ nặng. Mình phải công nhận là năm nay cái trái nó sẽ nặng ký hơn. Vậy thì mình mới rút ra một cái bài học như thế này nè các bạn. Nếu mà mình muốn làm ra gai nhím á, thì mình tưới ba số 21. Vậy thì những cái cây mà năm thứ 5, năm thứ 6 á, thì mình sẽ tưới phân ba số 21 để tạo ra gai nhím. Tại vì thường những cây tơ ấy, nó ra gai nù đó các bạn. Cái gai của nó nù ghê lắm, những cây tơ ấy. Còn đối với những cái cây già các bạn, đối với những cây già thường ấy, là nó sẽ ra cái mẫu gai nhím các bạn. Mình làm cái gì làm cái gai nó cũng nhím lắm, cái cây già nó như vậy. Mình có làm cái gì đi chăng nữa thì thường là cái gai của nó cứ ra gai nhím các bạn. Và cái mẫu trái nó cứ ron ron á, nó cứ nhỏ tròn tròn, nó không có ký. Đó. Cho nên là bây giờ năm nay mình đổi cái công thức này ấy, thì mình đã tìm ra được cái huyết mạch nha các bạn. Mình tìm ra được cái cách để làm ra gai nù. Đó. Thì cái đối với sầu riêng già thì mình sẽ tưới cái sầu của Benefit để cái gai nó sẽ nù hơn, nó sẽ có ký hơn nha các bạn. Nè. Nó nù chứ không phải là nó to quá đâu nha các bạn, nó thuộc dạng là vừa nù vừa nhím á, chứ không phải là nó xấu đâu nha. Nó không xấu nha, không xấu một tí nào đâu nha. Trái rất đẹp nha, chứ không phải là cái thuộc cái dạng xấu nha các bạn. Nó nù hơn, có nghĩa là nhím ấy, ở đây ấy, là nó nhím mà nó nhuyễn luôn á. Mọi năm mà mình tưới 3 số 21 là nó nhím mà nó nhím nhuyễn luôn. Còn bây giờ là nó sẽ nhím vừa nù, nó sẽ đỡ nhím hơn, thì cái trái nó sẽ nặng hơn các bạn. Đây nè, gai nè, hả, nó nù hơn nha các bạn. Cho nên là nó có ký lắm các bạn ơi. Đó là mình cập nhật cái phân xô nha, cái phân xô 3 số 21 với lại cái phân xô Benefit cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình đã tìm ra cái cách để làm cho ra gai nù các bạn đối với sầu riêng dài nha. Đó, trái nó bự không, trái nó to lắm các bạn ơi. Mình phải công nhận là cái sâu này tưới hay á, nó ra mẫu trái đẹp, mà cái gai nó nù hơn, đỡ nhím. Đây là nhím là nó nhuyễn nhuyễn như vậy này các bạn, còn nó sẽ nù hơn à, đó, nó nở gai hơn á, thì cái đó nó có ký hơn nha các bạn. Rồi cái thứ ba á, đó chính là về cái vấn đề là nấm các bạn. Năm nay á, cái tình hình nấm các bạn nó sinh ra ghê quá. Cho nên á, là năm nay á, ai mà có cái sầu riêng cổ sau các bạn mà ngừa ấy, thì theo mình là mình không có ngừa cái liều mà liều nhẹ đâu nha các bạn. Nếu mà mình có ngừa thì mình ngừa liều nặng luôn. Ví dụ cái chai ban vô phọt á, mình ngừa là mình một chai là 250 lít, mình pha lại 2 phi đó, mình ngừa một chai là 2 phi. Nhưng mà năm nay á, thì mình thấy rằng là mình nên ngừa là mình ngừa cái liều cao luôn đó các bạn, là mình pha một chai 1 phi luôn. Đó, 2 chai 2 phi cộng với lại khuẩn nha các bạn, cộng với lại cái khuẩn á, cái khuẩn nó quan trọng các bạn, cái khuẩn nó quan trọng lắm nha, mình cộng khuẩn vô nó mới hết được nha. Đó thì mình ngừa liều cao luôn, để cho ví dụ như nó mà có bị ấy, là nó đứng luôn ngay từ đầu đi, chứ bây giờ mà để là nó mình ngừa cái liều nhẹ thì không ăn thua các bạn, nó bị nấm đó. Bây giờ sầu riêng á, mà cứ tới gần thu hoạch rồi là nó sinh ra nấm các bạn, nó kỳ vậy á. Nên là khi nào sầu riêng nó mình mà bỏ tiền vô túi được rồi nó mới chắc ăn nha các bạn, chứ nó khó lắm á, chứ nó không phải dễ đâu. Đó, mình làm ra trái sầu riêng thứ nhất là cái giai đoạn các bạn thấy không, từ cái hồi mình làm cái clip là sổ nhụy ấy, là mình đi phải đi thụ phấn à, công phu quá luôn á, mình phải kéo đọt, mình thụ phấn. Cũng có nhiều bạn nói rằng là không nên thụ phấn, mà theo mình á, thụ phấn á, thì nó vẫn tốt hơn nha các bạn. Mình biết rằng là cái hoa sầu riêng ấy, nó là hoa lưỡng tính. Nhưng mà nếu mà mình quét phấn được ấy, thì cái tỷ lệ tròn trái nó vẫn cao hơn nha các bạn.
nó vẫn cao hơn, nó vẫn tốt hơn. Nói chung là mình quét phấn được á thì tốt các bạn. Đấy, đối với mình thì mình quét được á thì trái của mình nó đẹp các bạn. Nó sẽ lên cái mẫu đẹp hơn. Đó. Nó sẽ đậu và tròn trái đẹp lắm. Đó, thì mình quét được thì mình quét nha. Đây, mấy cái trái này. Đang đi tỉa đi nè. Mấy trái như vậy là mình đang đi tỉa này các bạn. Đang cầm cái liềm mình chặt đi á. Nó không lớn được. Đó, đây nè. Không lớn được mình chặt đi nè. Mấy trái vậy nó không lớn được mình bỏ luôn nhá. Để cho nó xấu, nó xấu cây của mình. Để mai mốt cái cây của mình nó ra cái tỷ lệ tầm 82. Tầm 82 là đạt nha các bạn. Mình thì mình làm nó tầm 82 là ok rồi, mấy trái nào đều mình dịch hết. Đó. Cho nó đẹp. Bán được giá cao các bạn. Đó, hôm nay các bạn thấy không? Trái 70 75 ngày bắt đầu nó lớn gần như là hết gỡ rồi. Nên là trái nhìn các bạn nhìn này. Nó đẹp. Nó nhìn kín cây luôn. Cây nhìn toàn trái không. Đó, cho nên là các bạn mà để ý nha, phải hết sức để ý về cái vấn đề nấm nha các bạn. Mình ngừa liều cao luôn chứ mình không có ngừa liều nhẹ đó nha. Đó, nếu mà có ngừa. Ok không các bạn? Đó thì đó là ba cái ý mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình. Thôi mình cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình á là có một mùa sầu riêng á nó thành công nha. Nó mình đó, cây này trên là bây giờ chuẩn bị là tới ngày cắt rồi các bạn ơi. To lắm rồi. Già rồi. Còn cái cổ sau này thì chưa nha. Các bạn thấy hôm nay nó to. Nó trái nó to lại bắt đầu nhìn nó nhiều không? Nhìn nó quá trời luôn. Thôi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn và hẹn cô chú anh chị và các bạn ở một clip tiếp theo nhé. Bye bye.